Hello, hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với series săn tìm khủng long của mình. Ở đây mình phát hiện được nguyên một con ổ trứng khủng long, rất là nhiều bạn khủng long con các bạn ơi. Wow, đây là một bạn khủng long T-Rex con nè. Bạn này thì có nước da màu nâu và đôi mắt màu cam trông rất là ngầu các bạn ơi. Đây là bạn khủng long T-Rex hay gọi là khủng long bảo chúa nha. Bạn này chắc vừa mới nở nè, cái miệng chưa có răng nè. Còn đây là bạn khủng long T-Rex mẹ đang bước ra từ con kỹ Zura nè. Thân hình siêu to, siêu khổng lồ luôn. Cái miệng rất là nhiều răng và đặc biệt là một thân hình rất là to, các bạn thấy chưa? Đây là bạn khủng long T-Rex con. Bây giờ mình sẽ để cho bạn này ở đây nha, cho bạn này chuẩn bị đi săn mồi và đi ăn các bạn. Đây có trứng vừa mới nở nè, mình thấy một bạn khủng long con trong đây các bạn ơi. Wow, đây là một bạn khủng long Indominus mà bị hắc tạng các bạn. Bạn này thật nguyên một thân hình màu đen luôn. Đôi mắt thì màu đỏ trông cực kỳ ngầu luôn, các bạn thấy không? Đây là khủng long mình lai tạo được và tạo trong phòng thí nghiệm nha. Còn đây là bạn khủng long Indominus mẹ đang bước ra từ con kỹ Zura nè. Thân hình rất là to lớn, cái miệng rất là nhiều răng và đặc biệt là mấy bạn này có một khứu giác rất là tốt luôn á. Các bạn này có thể đánh hơi được mồi từ rất là xa và cực kỳ là chính xác luôn. Các bạn thấy không, thân hình siêu to siêu khổng lồ luôn. Đây là khủng long mà có thể di chuyển mà cả 4 chân và 2 chân các bạn. Rất là thông minh và cực kỳ ranh mảnh luôn nha. Bạn này có màu đen rông rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ để cho bạn khủng long này nằm ở đây nha, cho bạn này chuẩn bị đi săn mồi các bạn. Cái trứng à, còn nửa vỏ trứng luôn. Đây là cái trứng chưa nở nè bạn ơi. Wow, đây mình thấy được bạn khủng long khác có màu xanh dương rất là đẹp bạn. Bạn này thì màu xanh dương, đôi mắt màu vàng nha. Đây là loài khủng long Mosasaurus các bạn. Đây là loài khủng long mà sống dưới nước nha. Còn đây là bạn khủng long Mosasaurus mẹ đang bơi ra từ con kỹ Zura nè. Các bạn thấy không, cái miệng rất là nhiều răng luôn. Thân hình siêu to, siêu khổng lồ, đặc biệt cái đuôi rất là dài luôn để mà giúp cho mấy bạn này có thể di chuyển cực kỳ nhanh dưới nước luôn á. Mấy bạn này được mệnh danh là hung thần của đại dương ha. Bạn này có thể tấn công vạn thịt được hầu hết các loài sinh vật biển luôn. Thân hình rất là to và khổng lồ luôn. Bạn thấy không, bạn khủng long con này vừa mới nở mà cái thân hình đã khá là to nè. Bây giờ mình sẽ để cho bạn khủng long con nằm ở đây nha, cho bạn này chuẩn bị đi săn mồi và chờ mẹ nó đến rước nha bạn. Wow, đây mình thấy được bạn khủng long đang đứng canh và bảo vệ cho tổ trứng chúng ta nè bạn ơi. Đây là bạn khủng long Velociraptor nha. Đây là khủng long mà rất là thông minh luôn. Tuy là thân hình nhỏ bé nhưng mà mấy bạn này cực kỳ nhanh nhạy luôn các bạn ơi. Đây là nguyên bài Velociraptor đang chạy ra từ con kỹ Zura nè. Các bạn này thường thì có tập tính săn mồi theo bầy đàn và sống theo bầy đàn nha. Cực kỳ thông minh và có khả năng giao tiếp rất là tốt luôn á. Các bạn này chạy rất là nhanh và cực kỳ linh hoạt luôn. Nguyên một bài này có thể tấn công vạn thịt được cả bạn khủng long T-Rex bảo chúa luôn á. Mày thấy không, rất là đáng sợ và cực kỳ ngầu luôn. Nên nếu mà có nguyên một bài này ở đây mà bảo vệ cho cái tổ chức khủng long của chúng ta thì yên tâm rồi nha các bạn ơi. Nên mình sẽ để cho bạn khủng long Velociraptor nằm đây luôn. Wow, đây trên tay mình là bạn khủng long Mosasaurus nè. Bây giờ mình sẽ để bạn này nãy đây để mà chơi với mấy bạn khủng long con khác nha. Trong đây còn rất là nhiều bạn khủng long khác luôn bạn ơi. Mình sẽ tìm có còn bạn khủng long nào dưới đây không nha. Wow, đây mình mới vừa tìm được một bạn khủng long khác các bạn. Đây là một bạn khủng long Indominus mà bạn này bị bạch tạng nha. Lúc nãy mình có một bạn khủng long hắc tạng, bây giờ là bạch tạng. Bạn này thì có nguyên một thân hình màu trắng luôn, đôi mắt thì màu cam rất là đẹp nè. Hình như mấy bạn này đều vừa mới nở hay sao á. Còn đây là bạn khủng long Indominus mẹ của chúng ta đang đi ra từ con kỹ Zura nè. Mấy bạn thấy không, bạn này có thể di chuyển bằng cả 4 chân và 2 chân luôn. Chạy rất là nhanh và cực kỳ là hung dữ luôn bạn. Bạn này thì có một tập tính săn mồi rất là đối khác nha. Có thể tấn công bạn thịt rồi hầu hết các loài sinh vật khác luôn á. Mình thấy ông thân hình siêu to siêu khổng lồ luôn. Mấy bạn này có thể đánh tay đôi và ăn thịt cả một bạn khủng long T-Rex bảo chúa luôn nha. Rất là đáng sợ bạn ơi. Một bạn khủng long Indominus rất bạch tạng. Bây giờ mình sẽ để cho bạn khủng long này nằm ở đây nha, cho bạn này chuẩn bị đi săn mồi và đi chơi với lại mấy bạn khủng long con khác nha các bạn. Ở đây mình thấy được có rất là nhiều bạn khủng long con khác nhau luôn. Cho bạn này đứng ở đây đi. Một bạn khủng long Indominus rất là dễ thương luôn. Để mình tìm tiếp coi là còn bạn khủng long nào dưới đây không nha. Wow, đây mấy bạn ơi, mình mới tìm được một bạn khủng long Ankylosaurus. Bạn này thì có màu vàng trông rất là đẹp nha. Mấy bạn khủng long này được mệnh danh là những cỗ xe bọc thép thời tiền sử á. Thân hình rất là to lớn luôn. Đây là bạn khủng long Ankylosaurus đang đi ra từ con kỹ Zura nè các bạn. Bạn thấy trên đầu và trên người bạn nó được phủ một lớp da rất là dày giống như lớp giáp luôn. Trên nó còn có những cái gai nhọn chĩa lên để mà phòng thủ khi bị kẻ săn mồi tấn công nha. Còn mấy bạn này là khủng long ăn cỏ nên rất là hiền và di chuyển khá là chậm chạp, nên là thường sẽ thành mục tiêu săn mồi của mấy bạn khủng long ăn thịt khác nha. Là mấy bạn này sẽ tiến hóa như vậy để mà có thể bảo vệ được bản thân và bảo vệ được con non bạn. Wow, bạn khủng long thân hình siêu to siêu khổng lồ luôn. Bây giờ mình sẽ để cho bạn khủng long Ankylosaurus con này nằm ở đây luôn nha, cho bạn này chuẩn bị đi săn mồi nha bạn ơi. Bạn này chỉ ăn lá cây với ăn cỏ thôi nha. Ok, chào tạm biệt các bạn.